Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả Gaming. Và Duy Khả xin kính chúc anh em xem live video vui vẻ em ơi. Ở lúc này thì hôm qua nay Khải có liền kêu á, mà Khải cũng nói chung thì Khải không dám like nè mà, tại vì like lên là sợ anh em rồi xem trên live rồi đến phá đâu người. Hiện tại bây giờ là Khải gần bắt kêu nha em ơi, 19-65% rồi, còn 35% nữa thì với 1.000 bia hơn chỗ này thì Khải nghĩ nó chừng này dao động khoảng tầm 5 đến 10, hơn 10 phút là Khải mát nha nè. Tầm này khoảng hơn 10 phút là Khải mát. Đó. Còn lại 35% thôi, nên là Khải like lại video cho anh em xem. Nói chung nhiều anh em luyện một mình cũng ok thôi. Nhưng mà anh em nếu mà đỡ tình trạng mà anh em đỡ tiết kiệm tốn tiền cũng như là thời gian á, thì Khải nghĩ là anh em nên góp lại mỗi người tầm 200 bia và gom lại tầm 3 đến 4 người thành một team. Rồi đánh với cái bia này thì cứ thả một hơn 1.000 bia đi. Thì đánh trong vòng Khải nhớ không lầm thì trung bình mỗi người tốn khoảng tầm 10 đến 12 kim. Trung bình nha anh em, 10 đến 12 kim thì sẽ mất kêu nha nè. Như Khải đến bây giờ thì Khải tốn khoảng hơn 12 kim rồi. Thì nói chung là tiền luyện kêu này nó sắp xỉ khoảng là mỗi người bỏ ra khoảng tầm 1.200 bia và đánh nhiều tool. Đó. Đỡ tránh tình trạng bị lag nè, nên là không thể nào thả một lần 10k bia được. Khải với anh em chỉ thẳng lần khoảng tầm 1.200 đến 1.500 bia thôi nè. Đó. Nên là với lại thả bia xong là tình trạng nó hơi bị giật nha nè. Hơi giật, nhiều khi mua mana hơi bị chậm á. Là Khải mua mana nè. Ok, rồi, trở lại điểm cũ lên chỗ kia rồi nè mày. Nói chung là luyện bia anh em khá là lâu ấy. Như hôm qua Khải nhớ không lầm thì Khải với khoảng 5-6 anh em thì khoảng luyện khoảng mỗi người trung bình khoảng tầm góp cứ lần 200 bia là khoảng 2 kim. Góp đến lần này là khoảng tầm 6 tuần 7 tuần nữa nè. Một người trung bình phải 10 mấy kim. Ok, giờ trở lại điểm cũ tiếp tục, quốc tiếp tục là một xíu nữa mát nữa nè. Đó, cứ ra quốc thôi nè. Trời, 33% nữa mát. Lên lên. Cái bạn có win hết mana nào nè? Các bạn có hết mana không? Có. À, giá cũng phù gì mua mana hả? Phù gì mua nè. Thì chứ, phù chứ. Con Thủy Yên này cũng tốt mana quá trời luôn em ơi. 30% được mát rồi, có lên. 5 phút được mát nha nè. Em mà chứ mới được 10% này. Lâu. Lâu cái bằng rồng lâu Thủy Yên mà. Còn là cái 3-4 người chanh thôi, khỏe. Hai ông nhỏ đang map rồi, ba ông nhỏ đang map rồi. Hôm qua thì một ông map trước Ever Exit, xong đến vừa rồi là sếp và lại Vô Chiêu, nhỏ đang quyền, map hết rồi. Ba mình nhỏ đang quyền tương đối map khoảng 6-7 người rồi. Giờ đến Thúy Yên, Châu Chín nè. 30% là map. Hết bên này map rồi đẹp. Hết mana thì gì mua đi nè, hết mana gì mua luôn đánh nhanh lẹ. Cố gắng kìm lên lại là cựu sát lại cho nó hãng cái đường lòng luồng rồng của con cái bang lại. Ba rồng quấn đầu lắm. Mất kêu, mất kêu, tầm này mất kêu rồi, cố gắng cày lại cấp thôi em ơi. Bữa giờ luyện kêu mất hơn một ngày. Nếu một ngày thứ bảy về nhà không online á. Nó thọ gần 2 ngày anh em ơi. Đâm ra mất top luôn rồi. Cố gắng treo lại vài hôm lấy lại top. Lấy lại cái top Thủy Yên. Mất top Thủy Yên rồi. Quá trưởng. Quá cơ. 71. Đó. 5 phút, khoảng 15 đến 10 phút nữa mất. Chỗ này thả bi dồ nè, đứng một chỗ thả bi dồ luôn nè. Chứ không có thả lớn nhất, thả lớn nhất mà nó lòi ra 2-3 vị trí á là những phái đánh lan nó không yên thua lắm. Cứ vô một chỗ lại thả quốc thôi. Ô lên, chúng mày mất kêu. Yeah. hai mươi tám phần trăm nữa, cố lên. 5 phút nữa mất. Tính từng giây từng phút luôn em à. Đến cái giai đoạn này phải mừng rớt nước mắt luôn nè. Mất thời gian vãi chưởng, nhưng mà công nhận thả nhiều bia đánh đúng nhanh luôn em ơi. Anh em mà đi luyện free á thì một bãi free thì nó còn tầm 20-30 nữa, và sơ 20-30 nữa cũng quá thôi. Nên là nó khá là chậm. Còn chỗ này nè, một phát 1.000 mấy nữa quá chứ. Đánh cực kỳ nhanh luôn nè. Gấp mấy chục lần, cả trăm lần luôn. Hôm trước hồi xưa anh em có chơi, có theo dõi Khải chơi Thủy Yên ở mấy chỗ S5 Đại Gia Sơn á. Thủy Yên Khải hồi đó liền
9 ngày rưỡi mắt kêu. Vãi chướng thiệt. 9 ngày rưỡi mắt kêu. Còn ở đây thì mình bỏ ra kim nguyên bản mình mua bia. Thì trung bình gần 1 triệu nè. Đỡ mắt kêu là gần tốn gần 1 triệu Việt đồng đó. Tuần này tuần thứ 7 nhóm làm tuần thứ 7. Tuần thứ 7 cứ tuần 3 kim, 2 kim, 2 kim. Cứ 200 bia là 2 kim nè. Tại vì một bia là 10 xu á. Rồi. Nhớ không làm được 7, tuần này tuần 7 rồi. Gần hơn 14 kim. Đã bị khải luyện từ tối hôm qua, nhưng mà khải luyện từ lúc hoạt động xong thì 12 giờ khải ọp là khải luyện đến khoảng 2 giờ thì có một tuần khoảng tầm đánh khoảng trong vòng dao động khoảng 40 đến 50 phút. Nhưng mà nhiều tuần nào bị phá là đánh chỉ mới có 20 phút 25 phút là nát rồi nè. Do có nhiều người đi phá, hôm qua bị phá 2 tuần. À, chán dở sợ. Một tuần 2.000 năm bia và một tuần 1.000 năm bia. Bị phá 2 tuần. Những tuần sau đỡ hơn, tuần sau không ai phá, đánh khá là ngon. Rồi, 25% nữa. Hết bia này chắc phải lên up cấp á. Với lại một cái bia tiết này thì anh em thả trong phạm vi 3 tiếng là tự động, nếu không đánh nó tự động mất như nè. Với lại khải đợi ý thì cái bia này chúng ta đánh nè, nó không có phục hồi máu nha nè. Không phục hồi máu nên là cứ đánh nhiệt tình. Rồi nó chết thì nghiên cứu dàn bia khác thôi. Với lại anh em mà liền kêu á, hạn chế nè, không tăng một cái điểm vào kỹ năng cũng như là không nên tăng vào tiềm năng nha nè. Đây anh em ơi. Nhưng thí yên khả này nè, khả chưa tăng luôn này, đó, khả chưa tăng sinh khí sức mạnh nè. Sức mạnh thì không liên quan đến thí yên rồi. Đó. Không liên quan đến thí yên trưởng rồi. Đây là khả gần, khả chỉ tăng cái tiết ảnh lấy tốc độ đánh nội công thôi. Đó. Đó. 23% nữa, cố lên. Có cái mì đi theo phụ bóp thêm ít mana cho công nhận tốt mana gơ luôn. Một lần trưởng 73, giờ mát là 81 nữa nè. Mát là 8, à, mát là 75, mát là 75 mana. Rồi 22% nữa. Cỡ này chắc là mát kêu ok nữa mà, mát kêu ok rồi. Rồi. Có lợn 22%. Hóa Long Đoạn Hỷ. Hai mốt phần trăm. Let's go, cố lên. Hôm qua thì khải luyện con thiếu lâm đao với 1.000 năm bia, khải quýnh trong lòng 10 đến 15 phút mắt thiếu lâm đao này mà 1.000 năm bia. Rồi với con nghe mi kiếm thì khải luyện 2.000 bia hơn 1 tiếng mắt kêu, quá ngon luôn. 2.000 bia con nghe mi, quá đẹp. Nghe mi kiếm với lại nói chung là những phái ngồi công khải cảm giác là anh em có chơi nhiều anh em cũng biết. Những phái ngồi công nó luyện kêu khá là nhanh, nó cảm giác khá là nhanh luôn. Còn những phái nội á, phái nội thì là khá là chua. Chua nhất đó là thiên ngoại lưu tinh này, rồi đến gió đan này, thi yên này, cái bằng rồng này, những phái nội đánh khá là chua này mà, khá là chua. Anh em đang xem thì lại cho Khải một like, chia sẻ video ủng hộ chơi em ơi. Nói chung lần này thì Khải muốn quay lại cho anh em xem cái cảm giác luyện kêu ở server này như thế nào. Công nhận thì nhanh thì cũng nhanh mà lâu thì cũng lâu em. Nếu như anh em luyện skill free thì chắc chắn sẽ lâu, ít nhất từ môn phái như phái Khải thi yên này nếu mà luyện free thì trung bình chắc là có thể là 10 ngày mới mất được kêu nè. Còn đây là khải luyện kêu kiểu mình bỏ tiền mình mua bi á, nên là khải luyện khoảng, nếu đợi tính toán theo thời gian thì khải luyện với khoảng cứ một tuần khoảng 40 phút đi, 7 tuần thì khải luyện trong vòng khoảng 4 tiếng hơn mắt kêu nè. 7 tuần cứ một tuần gần 2k bia, 7 tuần và cộng lại một tuần trung bình cho 30 phút đi thì nó tốn khoảng hơn 3 tiếng rưỡi, thì trung bình là chắc là hết khoảng 4 tiếng hơn là khải mắt kêu nè, 4 tiếng hơn. Và chi phí tốn hết là khoảng 14 kim hơn. Rồi, 17% nữa. Máu đỏ này 17% là mắc nè. Chân
tại trên này còn ba cái bang, một cái bang 18 kêu hơn và một cái bang 11 kêu, gần 11 kêu. Những cái bang phải giành lại bớt nè, cho người 10 kêu sáng giành lại bớt cho thằng là toàn. Mười lăm phần trăm. Bây giờ tầm này có ba người luyện thôi mà anh em không, khá là tốn luôn. Gần mát này, gần mát này. Lô 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 lô. Còn đó anh em ơi. Lô lô lô. Lô 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 lô. Đâu rồi, hai anh cái bang đâu rồi? Hai anh cái bang ơi. À, đồng hỷ với ông chồng nhân còn đó không ta? Đồng hỷ ngừng ngừng đam một phút đi giùm anh đi em ơi, ngừng đam một phút giùm anh đi cho anh mát ngay, còn 10% nữa. Em đây. Hai người ngừng đam cho Khải trong vòng 2 phút giùm cái anh em, Khải mát ngay, Khải rút lại anh em chăm tiếp anh em ơi. Hai trong vòng 1 đến 2 phút thôi, không có nhiều đâu. Đứng ngừng Khải dùng một tí đi. Tại vì nó đang lỡ cỡ bia gần mát rồi anh em ơi. Còn 10% thôi. Chứ đỡ đổi tí nữa mà đến giai đoạn mà còn 2% mát kêu mà bia nó chết hết rồi, lúc đó là không biết ở đâu mà liền cho nó mát luôn. Ngừng Khải trong vòng 1 phút thôi. Gần mát rồi nè, 1 phút thôi. 1 phút là đẹp, 60 giây thôi. Cho Khải 60 giây thôi. Gần mát rồi, tầm này Khải mát là Khải rút là anh em chăn là ok luôn á. Tại vì ba luồng đam nó một chỗ nó nhiều khi bia nó nhanh chết. Em bị lên 52 từ cái này định đẹp. Lâu chưa? Đỡ Khải mua mana nè. Tại vì bia nó còn máu đỏ rồi nè. Máu đỏ tầm này đánh cũng tầm 5 phút nữa chấp bia ấy. Nhưng Khải 1 phút rồi đó. Từ nha, đi mua máu nha nè. Ngừng 1 phút giùm nha anh em, 1 phút nha. Bị mát rồi. Một mình Khải đánh khi nào bỡ được nhiêu đây đúng không? 1 phút thôi. Nhưng 1 phút đó là anh em mình kết thúc bia này là mắt kêu luôn là đẹp. Rồi ok, nhưng 1 phút nha, 1 phút nha. 45 giây. 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 đếm ngược anh em. 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 anh em cừu sắt nghe mời đi, anh em cừu sắt nghe mời đi. 7 6 ừ, Tết đánh ngày 10 đi, gần mát rồi này, Tết đánh ngày 10 đi. Tết cừu sáng ngày 10 đi. Rồi, đánh đi em ơi, đánh đây, đánh nhiệt tình đi. Gần mát là còn mấy phần trăm rồi thôi, biết đủ không rồi. Còn 9%. Để cho lên được 3% rồi. Chắc ok đấy. Rồi, đang đây, ok rồi đấy. Đây là vừa đến mát kêu là chắc là nát bia luôn rồi. Đó đâu, Khải xin anh em đúng 1 phút thôi. Đỡ nó là cỡ nè. Đó, rồi. Bắt đầu giờ mà đâu anh em đam nhiệt tình cứng nén ngày mươi nhằm kham kham đoạn tí ok. Rồi bị mắt này còn 7% nữa. 1 phút nữa, 1 phút là Khải mắt. Tính toán chính xác luôn em ạ. 1 phút nữa. Do thời gian này nó lắc lắc cái chỗ đi mua máu á. Mua máu nó khá là chậm nè. Mỗi lần phù thì mua máu mất gần 2 phút đồng hồ. Mua mana chứ lộn, gần 2 phút. Hai, những giây cuối cùng. Hôm nay Khải đánh mắt kêu là anh em chắc cũng tranh được thêm khoảng tầm 5 phút nữa đấy. Khải nghĩ là anh em tranh thêm được 5 phút nữa đấy. Cố lên, cố lên. Xong tại tỷ Vinh tăng điểm luôn. Hiện tại cái bên này thì Khải chưa tăng nữa mà. Chắc Khải phải tìm một set đồ đẹp đẹp rồi Khải sẽ tăng vào chỗ đây là full sinh khí là xong. Đó. Full sinh khí là xong thế như thế nào, không còn gì nhiều cả.
Còn bên này thì tí nữa đăng điểm kỹ năng vô nữa xong. Rồi 5%, 30 giây nữa max kill. Tối mấy cái tuần đầu khả thả khá là nhiều mà bị phá nè. Má tuần đầu thả gần 3k bia. Quýnh kiểu gì mà mới có 15 phút nắc bét à. Đông quá chứ. Thả mà không thấy người đó luôn. Nên là hạn chế tầm này cứ thả tầm k đi. Không dám thả nhiều nè. Tầm k đi. Rồi, 3%, 3%. Cố lên, let's go baby. 3% nữa, cố lên. Có một số bia cảm giác nó đang chết dần rồi nè mà. Đang chết dần nè. Lên kinh nghiệm 80 điểm nè. Lên kinh nghiệm 80 điểm bên tay trái nè. Rồi, 3%, 3%. Xin anh em phim 30 giây nữa được không anh? Má sợ bia chết dữ rồi, đang chết quá trời là 1000 máy bia lận giờ nó chết lắc nhắc anh em. Đâu lên, cố lên, đâu máy rồi. Hai bia chết này. Một bia chết này. 30 giây nữa mất. 30 giây nữa mất em ơi. Một bia chết nữa này. Rồi 2%. Ok em ơi, đã anh mát cái. Nói chung là anh em đánh đi, nếu mà khai mát thì anh em chắc cũng đánh thêm được 5 phút ấy, tại vì còn 2 cái băng rồng thôi, đánh được 5 phút ấy. 2 bia chết, 3 bia chết. Chỗ này 1000 bia lận. Nên là nãy giờ tính sơ sơ chắc chết khoảng hơn 100 bia rồi. Chết hơn 100 bia, còn khoảng 900 bia. 1%. 1%. Rồi, lên, nhanh. Lên cái này ngừng đàm luôn cho anh em đánh nè. Lên bia, khi nào mình dứt hết bia không đây, đủ dân. Còn, rồi, ok, đánh đi nè em ơi. Ok, đấy, cảm ơn anh em luôn. Đó, quá đẹp. Mắt kêu đánh như tên này nè em ơi. Tầm này đánh khoảng thưởng tầm 3 phút rồi đấy. Còn 3 phút rồi đấy. Đánh đi nè. Đây, mắt kêu nha nè. Quá đẹp. Bây giờ thì Khải sẽ tay vào... Đây là skin 1x này. Skin này nó tăng hỗ trợ khá là nhiều. Đánh anh em đánh nhiều tiền đây. Đó. Cái thứ hai là skin 6x. 6x này nè. Đó. Rồi. Cái tiếp theo đó là tăng cái này á thì lên trong phái. Nhưng mà cái hiệu ứng thời gian phục hồi thì không có. Đỡ Khải sớm cái phục hồi cao vùng cao 40. Khải sẽ đợi cái này. Đây đam tầng 2 nè. Đam tầng 2. Lên càng cao thì chống phá này hơi ít. Được rồi, lấy cái phục hồi đẹp đẹp một tí. Phục hồi 17. Để lấy cái mắt phục hồi một cái này. Kèm cái áo phục hồi 40 nữa đẹp nè. Cái này không đủ điểm á. Mình phải tăng theo cái kiểu là mình vừa tiết kiệm mà vừa đạt mắt đẹp. Mắt phục hồi. Còn như bia đó em đánh chắc được 2 phút nữa nè. 2 phút hơn á. Còn hai người đánh mà. 54. Nếu 54 thì Khải sẽ tăng lên 14 hoặc là 20. 17 thì tầm này lên 20 đi. 20 kèm cái áo là phục hồi 60 là đẹp rồi. Rồi. Chí mạng 18. Hay tăng mắt này là chí mạng. Chí mạng kết thúc. Chí mạng thì lại không có tầng 2. Mà lên được móc cao hơn không? 60, 67. Số 7 có móc là cao hơn tí không? Lên số 7. Số 7, 74. Số 7 thì thấy này lên 27. Móc số 7 thôi, từ từ tính tiếp, cấp thấp quá. Rồi. Hình đó lên mẹ trong phái luôn quá. Giờ tay vào tầng 2 cũng chưa thua. Thôi lấy một tay trong phái này mày. Rồi, tấm cái một tay chọn này. Lên 9 mạng nhanh khỏe cũng được. Phục hồi 39 kèm với cái áo thì được. Rồi ok anh em trai nha anh em ơi. Rồi, ok mắt kêu quá đẹp. Cá băng rồng rất là khó. Cá băng rồng nó chua gớm. Cá băng rồng tầm 18 kêu máy là đánh hơi bị chua ấy.
Rồi ok, chị đảo này em ơi. Nhà. À, tối cố gắng luyện tiếp thôi. Gom lại cứ một người 200 bia, gom lại tầm 5 người thôi đánh được. 5 người là đánh được. Ok, và Dư Khải cảm ơn em đã xem video này và đừng quên để lại cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ chơi nè mọi người. Chúc anh em xem video vui vẻ, và đừng quên Khải livestream vào lúc 7:30 tối hàng ngày nha mọi người. Ok, bye bye mọi người. Chúc anh em vui vẻ. Bye bye.